Công ty Tincom Media hoạt động trong 3 lĩnh vực chính: sản xuất phim, sản xuất các chương trình truyền hình và tổ chức sự kiện, và đặc biệt là mảng sản xuất phim, với mảng phim chiếu rạp là một trong những định hướng mũi nhọn sắp tới của công ty Tincom Media, và Lạc Giới là dự án phim điện ảnh thứ hai của Tincom Media sau bộ phim Gia Sư Nữ Quái. Và chúng tôi rất là hy vọng rằng với một đề tài có lẽ là rất là hot và nhạy cảm hiện nay, cũng như là chúng tôi quy tụ được những người rất là tâm huyết với dự án phim này, thì hy vọng rằng bộ phim Lạc Giới sẽ mang lại cho quý vị khán giả những điều thú vị và hấp dẫn. Đoàn phim cho đến nay đã đi được một chặng đường rất là dài, đã thu được những cái hình ảnh phải nói là kỳ tích, phải nói là hấp dẫn, phải nói là sinh động. Và cái điều đặc biệt là có rất nhiều cảnh quay mà sau khi quay xong cả đoàn phim vỗ tay. Và cái điều xảy ra khá là thường xuyên, cho thấy thì là chúng ta đã ghi nhận được những cái hình ảnh có giá trị và mọi người có cảm xúc cùng với lại cảnh quay đó. We had some really great locations, just really special landscapes, foliage, things that really helped to set the story apart and create a world for our story that, you know, the audience hasn't seen much of before. In some ways, you know, it was almost, you know, there were at times almost a Western. And, you know, I grew up in the American West, so it was fun to, you know, do some shots that felt like a Western. Đây là một cái giống như là một bản tình ca vậy đó. Nó sẽ đưa cho người ta theo những cái cung bậc từ hơi ghê gớm chút xíu, rồi sợ hãi, rồi bi kịch, rồi chia tay. Nói chung là đây là một cái bản tình ca mà Dũng hy vọng là khi mà phim ra mắt thì quý vị sẽ thấy một cái màu sắc hoàn toàn và thấy được tại sao ở Việt Nam mình có những cái cảnh đẹp như vậy. Sau khi tìm hiểu về nhân vật trong bộ phim thì An có một thời gian để chuẩn bị cho cái vai diễn này. Luôn đọc kịch bản là cái điều đương nhiên rồi, nhưng mà còn một cái quan trọng nữa là mình phải tìm hiểu về cái vai diễn Hải. Hải đây là một người đồng tính, thế nên là thực sự là cần phải tìm hiểu về họ rất là nhiều. Trước hết là vì lời mời của Kim Khánh, tôi với Kim Khánh là bạn anh em quý nhau từ thời gian rất là lâu rồi, cho nên và Kim Khánh cũng là một nhân vật mà theo sự đánh giá của tôi là một người rất là có uy tín bên lĩnh vực điện ảnh. Cái nhân vật thứ hai mà tôi nghe nói đến tên là tôi nghĩ là cũng rất khó là từ chối, đó là anh Phi Tiến Sơn. Phi Tiến Sơn là một trong những đạo diễn mà tôi rất là ngưỡng mộ. Nhân vật thứ ba là Mai Thu Huyền. Mai Thu Huyền cũng là một cô bạn, một cô em gái mà tôi cũng rất là quý mến về tư cách nghề nghiệp, về công việc, lao động nghệ thuật của cô. Mà ba cái người này mà hợp nhau lại để làm một cái tác phẩm nghệ thuật nào đó thì tôi tin nó là cái có thể mình tin tưởng, và dù đó là vai ít hay là vai nhiều. Cái điểm thứ tư đó là chủ đề của phim. Một cái câu chuyện kể mà theo tôi thì nó có thể gây được một cái hiệu ứng tốt cho xã hội, về một cách nhìn thông qua một câu chuyện về một cái đề tài mà hiện nay xã hội đang rất quan tâm. Cái nhân vật này thì theo Việt cảm nhận thì nó có một cái chút gì đó nó tương đồng với Việt bên ngoài, là một người luôn mạnh mẽ, đàn ông, và bên cạnh đó thì là luôn luôn hết mình với công việc, làm việc gì cũng phải đến cùng. Và song song cạnh đó thì nó vẫn có một chút gì đó giống như cuộc sống tình cảm chẳng hạn, là một người si tình. Trang quyết định nhận vai diễn dù là rất là nhỏ thôi, nhưng đó là một cái giống như là một cái kỷ niệm rất là lớn đối với mình. Bởi vì khi mà tham gia đoàn làm phim thì mình mới cảm nhận được tất cả những cái đam mê, những cái sự nhiệt huyết và cả những cái nỗi vất vả khó khăn của một đoàn làm phim để ra được một tác phẩm điện ảnh có giá trị. Trong dự án này chúng tôi có được những sự ủng hộ rất lớn từ những đối tác, những đơn vị tài trợ. Với HK là một đối tác về tiền kỳ của chúng tôi. Và nếu ví những cái điều kiện khó khăn, những cái thách thức mà chúng tôi gặp ngoài thực địa, để có thể nói rằng chúng tôi như những người lính ra trận, thì HK là đơn vị đã cung cấp cho chúng tôi những vũ khí sắc bén để chúng tôi vượt qua được những thử thách đó. Nửa chặng đường tiếp theo chúng tôi đã có sự hỗ trợ và sẵn sàng của Pixel Garden. Ngay từ những ngày mà còn đang ở những giai đoạn tiền kỳ thì Pixel Garden cũng đã thể hiện là một cái đối tác rất là chuyên nghiệp. Với Canon là đối tác tài trợ cho chúng tôi về trang thiết bị cho
Second Unit, đặc biệt là với dòng máy 1DC, dòng máy ảnh đầu tiên có thể quay phim chất lượng 4K. Thậm chí có những lúc body của 1DC nóng ran lên nhưng mà máy vẫn không tự off, vẫn hoàn toàn cho chúng tôi tiếp tục tác nghiệp với những khuôn hình tốt nhất.